lúc quán thơ là cũng thân nữa các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
145 tham quan chào đoàn hành hương của bà Lư Thị Trâm Mỹ Đức Công Vũ An Giang Tân Lư Thị hai mâm lễ xin mời tiến chào các vị xin hương và lễ bái. Giờ này để cho bà con người ta cũng biết, giờ này là giờ cao điểm rồi á, nghỉ đi. Một lần nữa thì nghỉ cho bà con cũng biết. Ai tới Nhắn tin cô lại cô sẽ nhận ra đâu, cô sẽ làm cho anh người cần nhắn.